chào tất cả các bạn ảnh gần xa. Bây giờ là 1 giờ 15 phút. Chúng tôi hiện tại ở cái Lake Accounting của Springfield, Virginia thưa các bạn. Ngày hôm nay với nhiệt độ trung bình là khoảng 44 độ F. Và tôi và cô Kelly ngày hôm nay, các bạn thấy rằng tôi đã ráp lại 2 chiếc thuyền để ra hồ chạy chơi những ngày đầu hè thưa quý vị khán giả. Đây là chiếc thuyền mà trước đây chúng tôi chạy bằng xăng nitrogen, nhưng bây giờ thì tôi thiết kế lại chạy bằng motor. Và ngày hôm nay chúng tôi sẽ đi thử chiếc này cũng vậy, 2 chiếc đều là chạy xăng nitrogen hết, nhưng mà chúng tôi đã thay đổi máy và chúng tôi ráp lại cái hệ thống chạy motor. Thì ngày hôm nay chúng ta thử coi nó chạy như thế nào, mời các bạn cùng theo dõi. Trong bên ngoài cũng được. Bạn biết từ nhà tôi mà chạy ra cái hồ này để chạy là khoảng gần 20 phút lái xe. Vì hồ này thì nước nó sát với là cái mặt đất ở trên. Thay vì có những cái hồ ở gần nhà, nhưng điều cái mặt đất nó, mặt nước nó sâu thẳm xuống, khó cho chúng ta để bỏ những chiếc thuyền xuống để chạy thưa các bạn. Như các bạn thấy hiện tại bây giờ nè, không hiểu tại sao mà ban quản lý của hồ Accounting không có maintenance, không có dọn dẹp để cho nó sạch hồ. Mà bây giờ là vẫn còn rác rưởi như thế này, trong khi đã vào hè rồi thưa các bạn. Đến ngày hôm nay họ vẫn chưa mở cửa để cho du khách ra để đạp thuyền. Tôi không hiểu là kế hoạch của ban quản lý của hồ Accounting năm nay như thế nào thưa các bạn. Nhưng đây là một sự chậm trễ so với những năm trước, hay là vì nền kinh tế khó khăn mà ban quản lý của hồ chưa có ready để cho người dân đến đây vui chơi trong những ngày đầu mùa hè thưa các bạn. Em ra quay mấy con vịt kìa. Với cái không khí như các bạn thấy là những chú vịt trời, những con gần 6-7 kg tự do bơi lội ở dưới hồ thưa các bạn. Như các bạn thấy là những đứa trẻ thường thường họ thấy những thú vật ở thiên nhiên thế này thì những đứa trẻ nó rất là thích thưa các bạn. Ở bên này thì không ai dám đụng đến nó đâu, thậm chí còn phải cưng chiều nó nữa thưa các bạn. Quay không kịp hết luôn á. Ở đâu mất tiêu rồi. Chạy tới mấy giờ dịch nó bay luôn. Rồi. Vô cạn rồi. Cạn mà. Kẹt hả? Rồi. Tao mất cạn rồi.
về ra không về. Không ra được hả? Quẹo vô đi. Quẹo, quẹo vô đi. Cho nó chạy gần thôi. Rồi chạy ra ngoài, càng ngoài nó đi con nước ra ngoài đi. Cho nó vô đi thử coi có nước vô không. Để cái này, để sát đất cho nó quay gì mạnh. Ừ. Cái chân vịt nó quá nhỏ thưa các bạn. Thành ra nếu mà chạy như thế này á, thì các bạn thấy rằng cái sức đẩy của nó không có. Cho nên là với kinh nghiệm này là chúng ta phải thay chân vịt nó các bạn. Các bạn thấy là nếu mà tôi gài số ve thì nó vẫn chậm thôi các bạn. Thank you.
của cái công việc của cái motor. Chút là em quay anh ca. Chưa? Chưa. Dạ. Không, bây giờ anh bỏ lên xe này đem lên đi mình. Đúng đi rồi, vòng. Wow, chưa. Yeah. Wow. Oh, thank you, sir. Thank you. Wow. Rồi đang câu cá nè. Careful boy. Rồi. Careful, careful. Hôm nay mình đi theo mấy người này đi vô mấy trong đây nè, ở câu cá. Trong đây có những câu cá nữa. Ô ô ô ô quý. Nay mình đi vô trong rừng cái câu cá nè. Nước đây rất là trong. Cái sông ở ngoài nó chảy vô trong đây. Hôm nay trời rất đẹp. Bà con ta đi vô trong đây mình chơi. Ở trong đây mình hồi nãy có vẻ đẹp bán phải sạch không kèm. Sẽ kem này. Còn ở bên đây là cái phòng mà bán bánh vẽ. Cái này em cho mấy cái trò chơi mà. Trò chơi này cũng không có mở cửa. Chưa mở cửa à. Đây. Oh,
Bây giờ ở ngoài người ta đang dơ, dơ trong đây người. Đây là con đường này mới nè, đâu là đi lại chỗ cái bồn hồ nữa. Nước nó chảy kìa. Cái đường chạy đi đi bộ hey. Thế là tôi đi bộ này, đường đi bộ này người ta làm đẹp nha. Cái đường này là đường mới mở rồi. Giờ mình chuẩn bị đi ra về nữa.